안녕하세요, 여러분. Xin chào quý vị. Chào chị Nết Sầm Đi Cá. Quý vị có khỏe không? Hôm nay chúng ta sẽ đi học Song Yong Rê Thung Hê Hàn Quốc Khó Rê Phí Vân Tá. Sẽ đi học chương trình tiếng Hàn qua câu kinh thánh nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học Roma Sò, Roma, sách Roma chương 8 câu 26 Roma Sò. Phê trắng y ship dục trời đoạn 8 câu 26 Roma thọ Roma thọ Roma sơ là thư Roma Roma thọ pay chẳng pay chúng ta có ý ý tham tha u dục chỉ pay đúng không ạ? Pay pay chẳng chẳng là đoạn pay chẳng là đoạn số 8 y ship là 20 đúng không ạ? Y ship dục là số mấy ạ? Ý ý tham tha u dục dục là số 6 y ship dục trời trời là câu đúng không ạ? Phải chẳng y ship dục trời chúng ta sẽ đọc song răng nim tố u rìa yon đa cam mư thu hoa chú xìm nì tá u rìa ở tất kê kỳ tô hai kỳ tô hê ya thuyền chi mô rít tê song răng nim ý 말할 수 없는 단식으로 우리를 위해 기도해 주십니다. Chúng ta sẽ đọc chậm rãi lại và chúng ta sẽ đọc một cách rõ ràng hơn. 성령님도 성령님 성령 리언 이어 이어 chúng ta đọc 이어 성령님도 우리의 우리의 cái này có thể đọc là hai cách ư và e trong trường hợp chúng ta đọc 우리의 우리의 연약함으로 함을 xin lỗi 연약 chỗ này là đọc 연약함을 đọc cái đuôi này lên đầu đây đọc cái đuôi lên đây đọc cái đuôi lên đây đọc cái đuôi lên đây đúng không? Đó là một cái đây là một cái cách phát âm rất là khó của tiếng Hàn, đó là chúng ta sẽ không đọc nhấn ạc ham mử nhưng mà chúng ta đọc là 연약함 khám cảm mử cảm mử do nha cảm mử thù hoa chú xin nì ta thù hoa chú xin nì ta u rì ca ở tất kể ở tất kể chúng ta đọc cái này mạnh hai âm ha ở tất kể ở tất kể khi tu hè ya thuê chi mở lên té mở lên té âm này mạnh té mở lên té 성령님이 할 말라 chúng ta đọc cái này 할 à, 말할 nhưng mà chúng ta đọc là 말할 âm hờ này chúng ta có thể bỏ đi 말할 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 수 없는 단시 단시 thôi 단시으로 âm này chúng ta đọc lên đây 단시으로 우리를 위해 기도해 주십니다. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích và sau đó chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa và chúng ta sẽ dịch. Ở đây chúng ta có từ mới là song yong nim, ở đây là song yong nim Đức Thánh Linh. Thế còn đu tô này là gì ạ? Cũng trong các bản tiếng Việt dịch là cũng một thể ấy, chúng ta chỉ là từ cũng thôi. Song yong nim tô, chúng ta biết là song yong nim là Đức Thánh Linh, tô là cũng, hay là bản dịch tiếng Việt là cũng một thể ấy. Yon nhạc khá tà yon ya kata là yếu đuối đúng không ạ? Ở đây chúng ta có động từ yon ya kata yếu đuối, yon ya nya kata là sự yếu đuối, xin lỗi là động từ yếu đuối. Thế còn chúng ta thấy có chữ ở dưới này có một cái khác đó là có chữ m đúng không, là yon ya kam thì có nghĩa là sự yếu đuối đúng không ạ? Danh từ là thường là trong tiếng Hàn khi mà có đuôi m sau danh từ này, sau động từ này thì nó sẽ biến thành danh từ đúng không? 연약함을 연약함 연약하다 là yếu đuối, động từ yếu đuối. Thế còn ở đây chúng ta có động từ 돕다, 돕다 thì chúng ta sẽ thể chuyển sang thành là 도와주다, 도와주십니다. Lý do là gì? Động từ 돕다 tại sao biến thành cái loại này là biến thành là 도와주십니다? Tại sao vậy như vậy được? Bởi vì khi mà động từ thục tà có phiên âm bằng cuối bằng chữ gì ạ? P đây đúng không ạ? Thì chúng ta thấy có bắt chim, có đuôi chữ P này thì khi mà nó cộng với các
Từ ví dụ như là a o thì nó sẽ gì ạ, nó hoặc là he, cái tại vì cái cấu trúc chu tà này là nó phải a o he chu tà, nó là cái cấu trúc đi kèm như vậy. Thì khi mà p mà gặp một cái cụm chu tà này thì nó sẽ p, nó sẽ không còn a nữa, nó sẽ không còn là gì ạ, thụp chu shim nỉ tà nữa, mà nó sẽ phải gì ạ, p này nó là một dạng bất quy tắc, nó sẽ chuyển sang một dạng bất quy tắc, nó là thành trở thành thù ô tà mà cộng với chữ a tà a nữa, thì ô thì phải cộng với a. Đây là cái chữ, các trường hợp bất quy tắc. Những người nào muốn học sâu hơn trong tiếng Hàn thì có thể tìm hiểu cái này sau, ở trong những cái trang học cấu trúc sâu hơn về bất quy tắc của các đuôi động từ này. P này thì sẽ phải gì à, chuyển sang thành ô đúng không ạ, ô và cộng với a nữa thì là chuyển thành là thù wa chu shim nỉ ta. Thực ra chu wa chu ta thôi, nhưng cái shim này là gì ạ, đối với Chúa chúng ta phải dùng kính ngữ là si ta đúng không ạ, si shim nỉ ta, thù wa chu shim nỉ ta. Cho nên khi mà chúng ta nói rằng bạn ơi giúp tôi với, hay là Chúa ơi giúp con với, thì chúng ta nói là thù wa chu seyo, thù wa chu seyo, đúng không ạ, thù wa chu ta, giúp đỡ cho ai đó đúng không ạ. Rồi, chúng ta sẽ dịch câu này này, dịch câu này trước. Song riêng nhìn tố là cũng một thể ấy, Đức Thánh Linh, Urie, chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ dịch dưới, từ dưới lên này. Thô wa chú xem người ta, giúp đỡ cho gì ạ? Yón nha kha mư, sự yếu đuối, Urie của chúng ta. Chủ từ chúng ta dịch trước, sau chúng ta dịch từ cuối lên trên, từ dưới lên trên. Song riêng nhìn tố, Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh làm gì? Thù hoa chú xin người ta, giúp đỡ cho gì? Yonha Kamer, cho sự yếu đuối của chúng ta, của Yonha Kamer, xong mới là Urie của chúng ta. Dịch là chúng ta sẽ dịch như vậy đúng không ạ? Vậy thì Đức Thánh Linh giúp đỡ cho sự yếu đuối của chúng ta. Rồi tiếp theo cái phần cái thứ hai của cái câu này đó là Uriga. Uri thì chúng ta biết rồi, Uri là chúng ta. Uriga otteukke, Uriga otteukke Kitô he ya thuê chi tôi tắt câu ở đây. Thực ra nó không có cái dấu tách này đâu, trong cái câu kinh thánh này tiếng Hàn nó rất là phức tạp, bởi vì nó không có dấu chấm dấu phẩy gì hết á, có dấu chấm nhưng mà không có dấu phẩy, cho nên là tôi phải tách ở đây để chúng ta dễ này. Chúng ta tách câu này để chúng ta dịch nguyên cái câu này trước nhá. Uriga, Uriga là chúng ta rồi đúng không? Ở tất kể ở đây chúng ta, ở tất kể Kitô hả tà là chúng ta cầu nguyện như thế nào? Ở tất kể là thế nào? Ở tất kể. Thế còn Kitô, Kitô hả tà, chúng ta thấy ở đây có Kitô he là xuất phát từ động từ, Kitô hả tà là cầu nguyện. Vậy thì cả cụm này, ở tất kể Kitô hả tà là cầu nguyện như thế nào? Nhưng mà chúng ta lại có thêm một cái câu giá thuê chi đúng không, giá thuê này, giá thuê đây lại là một cái cấu trúc khác, đây là một cấu trúc gì đây ạ? Giá thuế là phải làm thế nào, ở tức kê, ở tức kê, ở tức kê kỳ thủ hế hế giá thuế. Đây chúng ta thấy là cấu trúc a o hế giá thuê ta, có nghĩa là phải làm thế nào, đúng không ạ? Ở đây là chúng ta thấy là bạn đáng nghĩa là ha tà, nhưng mà cộng thêm vào chúng ta sẽ cho nó biến thành cái gì đây ạ? Cộng thêm đuôi cộng thêm đuôi ơ vào đây. Đúng không? Thì nó thành biến thành là gì đây ạ? He. Nó biến thành là he, nó không còn là ha nữa, he ya. Thế ta phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào thì sao ạ? Thì đây là chỗ này còn một cái nữa đó là gì ạ? Chi mô rư tê, chi mô rư tà lại còn là một cái câu câu khác nữa, là một cấu trúc khác là không biết làm như thế nào. Nó xuất phát từ động từ mô rư tà, chi mô rư tà là không biết, chi mô rư tà, thế chi mô rư tê, mô rư tà. Nhưng mà khi mà cộng với tê này thì thành chuyển thành mô rư tê, khi không biết làm sao. Tại vì cấu trúc tê này là nó có ư rư tê, thế cộng với lại urete là khi không biết phải làm sao. Vậy thì cả câu này là uri cá chúng ta thì sao, khi mà làm gì đây ạ? Mori không biết, mori không biết thì sao ạ? Kitô he ya thuê chi, không biết phải gì đây ạ? Cầu nguyện phải, không biết phải phải đúng không ạ? Phải thì
phải cầu nguyện, phải phải cầu nguyện Kitô, cầu nguyện như thế nào, otoke như thế nào. Câu rất là khó. Nhiều cấu trúc kết hợp với nhau. Nào, song riêng nhì mi thì Đức Thánh Linh. Song riêng chúng ta đã học rồi, song riêng nhì ở bên kia là Đức Thánh Linh đúng không ạ? Song riêng nhì mi. Chính Đức Thánh Linh làm gì ạ? Malhal su omnen. À, malhal su omnen tanjikuro. Thực ra cái này nó cả cái câu này luôn luôn thì nó sẽ đúng hơn, nhưng mà dịch từ từ ra. Song riêng nhì Đức Thánh Linh malhal su omnen. Không biết gì đây ạ? Không biết nói. Không biết nói, nhưng mà chỗ này là gì ạ? Thánh Shigoro lấy sự thở than mà không nói, không thể nói ra được. Đúng không ạ? Chỗ này là lấy sự thở than này. Thánh Shigoro lấy sự thở than đúng không ạ? Là sự, hay là bởi cái sự thở than. Ôm nên là không được. Su hợp tà, đây chúng ta có cấu trúc su hợp tà. Su hợp tà là không thể. Không thể. Su ôm nên, su hợp tà. Không thể làm cái gì đó. Không thể làm gì đây ạ? Mara, mara tà là nói ra. Thế vậy thì là mara su om nen là không, là opta hay là om nen cũng được. Mara su om nen là không thể nói ra được thì làm sao đây ạ? Than chi guru làm gì đây ạ? Than thở, than thở mà không nói ra được. Vậy thì chúng ta để dịch dưới lên như vậy, lên trên như vậy nhá. Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra. Marata không thể nói ra, nhưng trong marata là marata luôn đúng không ạ? Không thể nói ra thì sao đây ạ? Uriun wihe, vì chúng ta mà gì, mà kito he chushimita, mà cầu nguyện, hay là cầu nguyện thay cho chúng ta, cầu nguyện vì chúng ta, cho chúng ta. Hanji guro uriun wihe kito he chushimita, cầu nguyện gì ạ, cho, cầu nguyện gì ạ, thay cho chúng ta. Wihe, vì chúng ta mà cầu nguyện thay cho. Vậy thì chúng ta sẽ dịch lại một lần nữa để chúng ta kết thúc cái câu này. Song riêng niềm tố cũng một thể ấy Đức Thánh Linh thì là lấy gì ạ? Giúp đỡ cho chúng ta, thù hoa chú sinh người ta, giúp đỡ cho chú cho những cái gì đây, sự yếu đuối, cho cái sự yếu đuối của chúng ta, của chúng ta. Uriga, chúng ta thì sao ạ? Không biết, khi mà không biết morita te, khi mà morita không biết. Không biết thì là thuế chi, thuế ya ya thuế chi là phải. Kito he cầu nguyện, kito hata cầu nguyện. Otoke như thế nào thì song riêng ni mi chính Đức Thánh Linh đã gì đây ạ? Than chi guro omnen, than chi guro lấy cái sự thở than mà su opta không thể mà ra nói ra để làm gì đây, là uri wi he mà chúng ta gì đây, mà gì đây ạ? Kito he chushimita cầu nguyện gì ạ? Cầu nguyện thế cho chúng ta hay thay cho chúng ta. Đây là thi thiên xin lỗi, Roma đoạn Roma, thư tín Roma đoạn 8 câu 26. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Nếu được chúng ta sẽ học thuộc cái câu kinh thánh này để biết cái cách vận hành của cái cách dịch và cái cách vận hành của cái các loại câu và cách dịch của các câu trong tiếng Hàn nhé. Chúa ban phước cho quý vị.